rất hay. Cơ hội, dứt điểm. Man City của bóng đá thế giới. Hãy nhìn lại những bước chạy này của hậu vệ cánh trái bên phía câu lạc bộ Man City. Loại bỏ tất cả hàng phòng ngự của Fulham. Rất tuyệt vời với pha phối hợp này của 45 phút thi đấu đầu tiên và anh đã phải rời sân. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Rồi. Phil Foden ở trong mùa giải 2023-2024 này, Bernardo Silva là người đã tạo ra bước ngoặt khi loại bỏ hậu vệ của Fulham, đó chính là Robinson. Để trái bóng đã tới với vị trí của Phil Foden. Bernardo Silva luôn là một trong những cầu thủ nhỏ con nhưng lại hoàn toàn có thể mang tới những sức sát thương rất lớn. Bernardo Silva nguy hiểm. Đó là Vardion. Hãy cùng nhìn lại pha bóng này. Người đã cố gắng dứt điểm trước đó là Manuel Akanji đã việt vị. Còn Vardion thì không. Alvarez và Belledo. Rất chính xác, tỷ số là 4-0 cho cầu thủ Man City. Arsenal đang ngày một bị thu hẹp dần. Và thậm chí là ngay kể cả ở trong những phút đá bù giờ này, Man City cũng đã có thêm bàn thắng nữa. Sheffield United vừa rồi mới là pha dứt điểm đầu tiên của họ ở trận đấu ngày hôm nay. Calvert-Lewin. Calvert-Lewin đưa bóng vào và mọi thứ rất đơn giản để giúp cho Everton có được bàn mở tỷ số. Anh cũng không bị theo kèm quá sát và khoảng cách thì lại quá gần. Calvert-Lewin chính là người đã khơi mào cho đợt tấn công này với một pha chuyền bóng bằng ngực tốt, di chuyển không bóng thông minh, đỡ bước một hay, chuyền bóng chính xác. Calvert-Lewin là người đã khơi mào và là cầu nối quan trọng để giúp cho Doucouré có được bàn thắng. Những bước chạy rất thanh thoát của Calvert-Lewin. Pha phất bóng của Ross Barkley dành cho Elia Adebayo. Một đấu hai. Adebayo dứt điểm ngay. Adebayo vừa trở lại sau quãng thời gian dài dính chấn thương và ngay lập tức đã ghi bàn dứt điểm. Và tỷ số được mở dành cho cầu thủ Luton Town. Pha băng cắt đánh đầu tuyệt hảo của Lokonga. Tỷ số được mở từ rất sớm trên sân vận động London. Có lẽ là các cầu thủ West Ham đang cho mình trọng trách ghi bàn lớn nhất trong đội hình của West Ham. Vẫn là cầu thủ mang số 20 căng ngang khá nguy hiểm. Dứt điểm. Ba tỷ số được quân mình 1-0. Một cú sút từ tuyến ai rất chính xác đến từ James Ward-Prowse. Và phòng ngự của Luton Town thêm một lần nữa không thể đứng vững. Không có lỗi của Sufan và thêm một quả tạt của James Ward-Prowse. Dứt điểm ngay. Đó là Thomas Suchek. Một cú sút quá khó chịu của cầu thủ người Cộng hòa Séc. Hai tiền vệ trung tâm của West Ham đều đã lập công. Tay cho nỗ lực cá nhân của Kudus. Bàn thắng thứ ba đã đến với các cầu thủ West Ham và đó là Josh Otte. Chỉ vừa được tung vào sân trong ít phút thôi và Otte đã ngay lập tức nổ súng. Một bàn thắng dành cho cậu em út trong đội hình của West Ham trong tình huống nỗ lực tuyệt vời của Mohamed Kudus.
Có lẽ là gì cũng không thể nghĩ rằng mình sẽ ghi bàn nhanh đến như vậy. Đường chuyền rất tốt của Quisa, Ebebo, Ebebo! Chỉ cần đúng hai pha chạm bóng thôi từ thủ thành Mark Flecken, tiếp đó là Quisa. Và cuối cùng thì Ebebo đã có cơ hội để dứt điểm tung lưới thủ thành Mark Travers. Một tình huống thực sự mẫu mực của Bầy Ong. Tất cả được tập luyện, đã được tính toán. Đánh đầu! Một pha bóng rất đơn giản, nhưng Solanke đã làm quá tốt. Không có lỗi việt vị trong tình huống này. Solanke tranh chấp bóng bổng với những cầu thủ của Brentford và tạo ra một pha đánh đầu không thể nào cản phá được. Quá Mbembo rất hay, dứt điểm vào. Brentford lại tiếp tục cho thấy được sự nguy hiểm của mình trong các tình huống tổ chức phản công nhanh, và vẫn là sự kết hợp của hai cái tên quen thuộc Mbembo và Wissa. Lần này thì Mbembo đã đáp lễ lại người đồng đội với một tình huống chuyền bóng rất vừa tầm. Pha chuyền bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ của Bournemouth. Để Olise chân trái sở chưa từ Bukayo Saka, và bây giờ đến lượt Michael Olise. Cái chân trái rất khéo léo của cầu thủ người Pháp. Không thể có cơ hội cho đá. Olise rất lắt léo. Quá hay, dứt điểm. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho Crystal Palace. Đó là Jean-Philippe Mateta. Mỗi khi Olise có bóng ở biên, Palace gần như sẽ có được một tình huống nguy hiểm. Sau cú dứt điểm của Nathaniel Clyne, bóng đã tìm đến cột dọc. Pablo Sarabia rất tốt. Semedo, cơ hội cho Hoàng Hee-chan, dứt điểm vào. Vất vả lắm thì Wolverhampton mới có thể tạo ra được một cơ hội dứt điểm trúng đích. Cái gót giày của Joachim Andersen sẽ là điểm cuối cùng trong hàng phòng ngự của Crystal Palace, để VAR can thiệp xem liệu Hoàng Hee-chan đã việt vị hay chưa. Eze đối mặt đã rơi qua thủ môn, và tỷ số được nâng lên 3-0, 3-1 cho Crystal Palace. Lại là Olise, và không hề có lỗi việt vị của Eze. Đường chuyền rất vừa tầm của lợi thế. Gulasen vô! Bất ngờ đã xảy ra trên sân của Tottenham. Burnley là đội đã có bàn thắng mở tỷ số. Pha tấn công thần tốc của đội bóng áo đen đã có kết quả. Đội đứng thứ hai từ dưới lên trên bảng xếp hạng Hoàng Anh đã chọc thủng lưới được đội đang đứng thứ năm. Petro Poro. Petro Poro! Một đều. Để
Trapper muốn lắng nghe nhiều hơn những lời gieo hò của các cổ động viên trên sân Tottenham, và anh còn vừa chỉ vào logo của câu lạc bộ nữa. Thế thì làm sao mà các cổ động viên của Spurs sẽ tiếp đón Chelsea? Sự thay đổi vị trí của huấn luyện viên Postecoglou đã phát huy hiệu quả khi ông đẩy Mickey van der Ven từ vị trí trung vệ sang đá hậu vệ cánh trái trong hiệp 2 này. Vẫn sẽ là người thực hiện là Pascal Gross. Đánh đầu, cú đánh đầu của Wambach rất nguy hiểm và lưới của Newcastle đã rung lên. Tỷ số được mở dành cho câu lạc bộ Brighton với pha lập công của Joe nào. Và chúng ta cùng xem lại tình huống này. Wambach đã rất nỗ lực, sau đó bóng chạm vào người của Adam Webster. Velman tiếp tục là số 10 của Newcastle. Gordon, Anthony Gordon, vẫn đang là Gordon. Căng ngang, cơ hội 1-0 dành cho Newcastle. Hàng phòng ngự của Brighton đã không thể trụ vững được nữa. Tariq Lamptey đã hoàn toàn hoa mắt trước Anthony Gordon ở trong tình huống này. Gordon đã thu hút ít nhất là 3 sự chú ý của những cầu thủ bên phía Brighton. Và hoàn cảnh đó thì do Longstaff quá trống trải để thực hiện một cú đệm bóng cận thành. Bộ quần áo màu xanh nhạt. Cole Palmer. Một chuyền rất tốt dành cho Michael Modric. Đó là Michael Modric. Cole Palmer quan sát và tạo ra đường truyền nơi mà Modric đang bắt đầu băng xuống từ hành lang cánh trái. Mọi thứ quá nhịp nhàng. Mặc dù bố trí với số đông cầu thủ hàng phòng ngự nhưng ở rất nguy hiểm. Nhưng là bàn thắng thứ 8 từ một tình huống bóng chết. Và Wembley là người đã thoát xuống ghi bàn cho đội bóng chủ sân City Ground để quân mình tỷ số trước Chelsea. Một quả treo bóng quá thuận lợi của Gibbs White nhưng cũng sẽ đối đầu với Burnley. Đội bóng đã chắc chắn xuống hạ. Đây là Gibbs White. Chuyền bóng cho Hudson-Odoi. Hudson-Odoi chân phải. Chỉ tay vào đầu của mình như thể muốn nói với các cổ động viên Chelsea rằng đừng quên anh. Một cầu thủ có thể coi là có một quãng thời gian không may trong áo Chelsea với những chấn thương, không thể chứng tỏ bản thân. Nhưng bây giờ đây đến với một bến đỗ mới thì Hudson-Odoi đang thực sự lột xác. Một pha tấn công chớp nhoáng của Nottingham Forest. Gibbs White chuyền bóng cho Callum Hudson-Odoi và lần này thì pha xử lý dứt điểm. Và Chelsea cũng đang phấn khích đến như thế nào. Hãy cùng nhìn lại tình huống xử lý này. Những nhịp chân rất nhanh nhẹn của Raheem Sterling và một cú đặt lòng sở trường về phía góc xa. Đường chuyền sang hành lang phải. Rick James khoảng trống rất lớn này đi. Hành lang cánh trái của Nottingham Forest phòng ngự kiểu gì đây? Một khoảng không quá lớn và Rick James đơn giản là thoải mái để tận dụng nó. Anh đưa bóng vào khu cấm địa và đặt vào đầu của Nicholas Jackson một quả tạt không.